Ngày 24 tháng 9, sau 12 ngày làm việc liên tục, ông Nguyễn Văn Cư, biệt danh Thần Đèn, cùng các cộng sự đã dịch chuyển thành công chánh điện Đại Hùng, nặng khoảng 1.000 tấn ở chùa Diệu Đế, thành phố Huế về vị trí mới, cách vị trí cũ 19 mét. Trước khi dịch chuyển chánh điện Đại Hùng, Thần Đèn Nguyễn Văn Cư đã tiến hành đổ hệ đa kiềng phía dưới đỡ tòa nhà. Sau khi các công đoạn nâng móng hoàn tất, ông Cư huy động 12 công nhân và máy móc chuyên dụng để rút kéo công trình về phía sau 18 mét, tạo cảnh quan thông thoáng phù hợp với sinh hoạt chùa Diệu Đế. Chùa Diệu Đế được vua Thiệu Trị cho xây dựng vào năm 1844 trên nền cũ phủ Tiềm Đế của nhà vua, được triều đình xếp vào hàng quốc tự. Đầu thập niên năm 1950, một số công trình của chùa xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, trong đó có điện chính Đại Hùng. Việc dịch chuyển chánh điện Đại Hùng nhằm giữ gìn những giá trị lịch sử của văn hóa Phật giáo Huế, đồng thời giữ nguyên hiện trạng nhằm bảo tồn bức tranh Long Vân Khế Hội, hay còn gọi là Cửu Long Ẩn Vân, vẽ ngay trần điện Đại Hùng dài hơn 10 mét, rộng gần 11 mét. Bức tranh được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục bức tranh vẽ trên trần chánh điện xưa và lớn nhất Việt Nam vào tháng 3 năm 2008. Sau khi dịch chuyển đến vị trí mới, chánh điện Đại Hùng được cố định bằng hệ đa kiềng kiên cố và Thần Đèn Nguyễn Văn Cư cho cấy thêm 24 trụ bê tông xuống phần móng để giữ vững, đảm bảo vững chãi trong quá trình sử dụng lâu dài.